Chị làm hoa đi chị. Hoa đây em nhà, nhìn đẹp thế này mà làm dễ lắm á. Chỉ cần dây nhún và thanh kẽm là thành bông hoa. Mình chia cạnh dọc của giấy làm 3 cho dễ hình dung nè. Rồi giờ thì cứ gấp thôi. Gấp một lượt xuống lại gấp ngược lên và miết hai đầu ngón tay xoắn nhẹ lên. Cứ thế cho đến khi hết giấy. Mình dùng dây nhún cố ý. Giấy này đẹp hơn giấy quận chung nên làm hoa sẽ đẹp hơn. Gấp hết giấy mình lấy cành kẽm làm cành hoa. Dùng chốt keo rồi quấn giấy quanh cành kẽm như này. Vừa quấn mọi người vừa chỉnh cho bông hoa cân đối nha. Cái đoạn quấn này ưng thật. Quấn đến đâu xinh đến đó luôn. Ok rồi thì dùng chuôn hoặc chỉ thắt lại như mình là xong. Khúc này nếu muốn cẩn thận hơn thì bạn có thể dùng sáp quấn cành màu xanh để quấn đài hoa. Mà mình thấy bó vào sẽ không nhìn thấy đài hoa nên để như này thôi. Mình làm 3 màu, 7 bông là được một bó hoa xinh xắn. Bó lại và thêm mấy cành hoa baby khô để bó hoa đầy đặn hơn. Sau đó chọn giấy gói phù hợp màu hoa để gói, rồi thêm chiếc nơ xoé to là xinh yêu luôn. Mang tặng vừa bền vừa đẹp nha. Mọi người muốn mình làm gì tiếp theo nào? Bó hoa mà rất nhiều cô gái yêu thích, trong đó có cả mình. Nhưng mà mình toàn làm để tự tặng bản thân và mang đi tặng những người mà mình yêu quý. Làm hoa kể ra cũng nhàn và vui, nhất là với mấy kiểu hoa đơn giản như này. Mọi người nên thử nha. Chỉ cần hai mảnh giấy vuông để làm hai lớp cánh, mình xếp chồng lên nhau để cắt và uốn một lần cho tiện. Mọi người uốn cho cánh hoa xòe nhiều một chút cho xinh, rồi kéo giãn nhẹ phần giữa để tạo đường cong uốn lượn cho cánh hoa. Tiếp theo mình dùng cành kẽm và nụ xốp, thêm keo rồi mới cắm cố định kẽm vào phần nụ xốp. Mình cắt một mảnh giấy nhỏ đã kéo giãn hết ra để bọc phần búp của nụ xốp lại, xong rồi gắn cánh hoa và quấn quanh nụ xốp. Vừa quấn mình vừa kéo giãn nhẹ phần thân to nhất của nụ xốp, rồi cố định cánh hoa bằng keo nến. Cuối cùng tỉa thêm đài hoa và gắn vào là được một bông hồng đang chín chín nở nha. Mấy kiểu hoa hồng cầu kỳ mà mình làm không khéo thì chưa chắc đã đẹp đâu. Nhưng hoa này không khéo cũng vẫn xinh nhé mọi người. Tại dễ quá ấy mà. Dây nhún và các nguyên liệu làm hoa mình để trong giỏ hàng nha. Có hoa xịn là tới ngoác cả ra đây này. Chị làm hoa tặng cô dạy toán đi ạ. Cô chủ nhiệm em dạy toán. Ok em nha. Hoa như này đã được chưa nè? Một bó hoa tulip rực rỡ sắc màu vô cùng đặc biệt này sẽ thay bạn gửi đi những tình cảm chân thành và kính trọng nhất tới thầy cô giáo. Vẫn là giấy nhún ý loại 90g nha. Mình cắt 6 mảnh giấy bằng nhau, nhưng khi gấp thì sẽ chia ra 3 cánh ngắn lớp bên trong và 3 cánh dài hơn lớp bên ngoài. Mọi người xếp rúm giấy và vặn ngược lại như này nha. Giấy nhún khá dai nên không lo rách đâu. Dùng keo gắn mép giấy lại và kéo nhẹ để cánh hoa giãn ra theo ý muốn. Hoa tulip có phần dưới bầu hơn và đầu hoa thon dần nên mình kéo phồng một đầu. Đủ 6 cánh rồi gắn hoa nè. Mình sử dụng nụ xốp để gắn hoa. Nếu không có nụ xốp, mọi người có thể vo tròn giấy để thay thế cũng ok nha. Gắn cành kẽm bọc giấy vào nụ xốp rồi gắn lên cánh hoa. 3 cánh ngắn cho lớp bên trong rồi đến 3 cánh dài cho lớp bên ngoài. Vừa gắn mọi người vừa căn chỉnh cho cân đối nha. Sau đó mình cắt lá từ giấy nhún màu xanh. Dùng luôn giấy vừa làm lá để quấn cành cho đồng màu. Mình cắt một đoạn giấy và kéo giãn ra rồi quấn. Nếu không có cành kẽm to, bạn có thể quấn vài lớp giấy để làm cành mập lên, vì cành hoa tulip khá là to. Mình làm 9 bông hoa 9 màu luôn nha. Mọi người có thể làm nhiều màu như mình hoặc tùy chọn theo ý thích. Mình xếp hoa rồi dùng băng dính quấn để bó lại và dùng giấy gói hoa màu trắng để hoa nổi bật nhỉ. Mọi người gói hoa không cần cầu kỳ đâu, cứ gập nhẹ một phần giấy lại để tạo độ phồng cho bó hoa. Rồi gói nhiều lớp giấy thấp dần về phía trước là bó hoa bồng bềnh ngay thôi. Cuối cùng thêm chiếc nơ nữa là bó hoa đã sẵn sàng lên đường nha. Chúc các bạn có những bó hoa thật rực rỡ. Chị hướng dẫn bó hoa tặng thầy giáo đi chị. Hoa hướng dương để tặng thầy cô giáo là hết ý luôn nha mọi người. Hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, giống như những thế hệ học trò luôn hướng về phía thầy cô giáo bằng sự kính trọng và yêu thương. Vì thế trong ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, tặng hoa hướng dương cho thầy cô chính là thể hiện sự trân trọng, lòng biết ơn những công lao to lớn của thầy cô đối với chúng ta. Vậy thì làm cùng mình thôi nào. Mình dùng giấy nhún ý, giấy nhún làm hoa vừa bền vừa đẹp nha, mà cái chính là nhìn cũng giống thật nữa ấy. Mình cũng từng làm hoa hướng dương rồi mà không đủ kiên nhẫn nên làm có 2 bông. Hôm nay quyết tâm làm 5 bông để có thể bó thành bó nè. Thực ra thì cũng không lâu lắm đâu, làm xong được 1 bông rồi là thấy 5 bông quá là đơn giản luôn. Cánh hoa mọi người chỉ cần cắt áng chừng bằng nhau là được rồi, không cần tỉ mỉ đo từng cánh một đâu. Khi gắn lên bông hoa yên tâm là vẫn sẽ đẹp nha. Mình gắn 2 lớp cánh so le với nhau, khúc này là thích nhất luôn. Gắn đến đâu nhìn mê đến đấy. Xong rồi thêm đài hoa nữa nhé. Mình không làm lá vì bó vào sẽ không nhìn thấy. Đủ 5 bông là bó lại rồi, mọi người nhớ thêm ít hoa baby xung quanh cho thêm xinh nha. À, nếu như muốn nhiều hoa hơn thì mọi người làm thêm nhé. Tại mình thấy 5 bông là bó cũng to ấy. Mình dùng giấy báo để gói hoa. Chỉ cần gấp chéo giấy và trồng nhiều lớp giấy lên nhau là bó hoa sẽ bồng bềnh ngay. Rồi thêm chiếc nơ xòe tròn là hoàn thành rồi nhé. Ai chưa biết tắt nơ thì xem video trước của mình nha. Chúc mọi người có những bó hoa thật xinh. Chị hướng dẫn bó hoa này đi ạ.
Mặc dù vẫn rất nghiệp dư nhưng mình cứ miệt mài bó thôi. Biết đâu đến một ngày đẹp trời lại bó hoa siêu như mấy anh chị ở tiệm hoa. Ngày trước không biết gì, mình cứ nghĩ bó hoa một mặt kiểu này là hoa đại biểu, sẽ không hợp để tặng sinh nhật hay vào dịp lễ. Giờ thì mê kiểu này luôn ấy. Mà mình bó hoa theo cảm tính, cứ cảm thấy chỗ nào thiếu thì thêm vào. Phương châm của mình là cuộn giấy phồng lên sẽ làm cho bó hoa bồng bềnh hơn. Những phần giấy ở hai bên thấp hơn thì mình sẽ cắt bớt giấy đi một chút, sau đó lại tận dụng phần giấy nhỏ vừa cắt để bó vào phía trước. Khá là ok đó nha. Một bó hoa bồng bềnh như này mình sử dụng 5 tờ giấy gói và một đoạn du băng ngắn để thắt nơ. Hôm nay thắt nơ nhỏ nhỏ thôi. Bây giờ thì bó hoa xinh xắn này đã sẵn sàng để về với chủ. Mọi người hoàn toàn có thể có những bó hoa đẹp hơn thế này. Nhớ ghé cửa hàng của mình để lựa nguyên liệu làm hoa giấy nha. Chị làm hoa tặng cô giáo tiếng Anh đi ạ. Ok em nè, hoa đẹp như tình cảm của học trò tặng đến cô nha. Mình sử dụng giấy nhún ý, hai lớp cánh là hai màu khác nhau. Chỗ này mọi người có thể tùy chọn màu theo sở thích nè. Mang tặng thì nhớ chọn màu theo sở thích của người nhận đó. Hai lớp cánh cùng một màu cũng nhẹ nhàng xinh lắm luôn. Chắc đây là cách làm hoa hồng dễ nhất rồi. Vừa đơn giản mà lại còn đẹp xỉu á. Với những bạn sợ rằng mình không có hoa tay để làm những bông hoa nhiều cánh cầu kỳ thì đây là lựa chọn vô cùng hợp lý. Chỉ cần cắt nhẹ hai góc giấy, uốn cong mép giấy vừa cắt rồi kéo giãn phần giữa cánh hoa. Tạo hình cho cánh hoa xong, mình sử dụng cánh kẽm và nụ xốp. Mọi người nhớ bọc một lớp giấy cho phần đầu nụ xốp để che kín nụ xốp nha. Xong rồi quấn cánh hoa nè. Mình chỉ cho xíu keo thôi. Vừa quấn vừa kéo nhẹ giấy và căn chỉnh cho cân đối. Cán keo rồi mình quấn vài vòng chỉ ở phần đài hoa để cố định cánh hoa. Đến đây lại kêu là dễ quá đúng không? Mình cũng bất ngờ về độ dễ làm của bông hoa này, nhưng thành quả thì lại xinh xắn ha. Giờ cắt đài hoa nè. Cái này cũng dễ cơ. Chỉ cắt chéo để được 5 lá nhỏ của đài hoa rồi mình uốn cong và kéo giãn nhẹ ra. Quấn vào bông hoa khi nãy, thêm keo là ok. Phần quấn cành hoa mọi người có thể sử dụng sáp quấn cành cùng màu đài hoa hoặc dùng luôn giấy xanh vừa làm đài hoa để quấn. Hoặc nếu mà ngại nữa thì bỏ qua công đoạn này cũng được, vì bó vào đâu ai thấy cành hoa nữa đâu. Vậy là mình đã có bông hoa xinh xắn rồi. Giờ muốn bó bao nhiêu bông thì bạn làm số hoa tương ứng nhé. Mình bó 19 bông, tầm này là vừa. Chứ thêm nữa là cần thêm nhiều bông thì bó hoa mới tròn được. Dùng băng dính quấn lại rồi thêm ít hoa baby xung quanh để bó hoa thêm đáng yêu. Cuối cùng là chọn giấy gói. Có nhiều lớp giấy sẽ khiến bó hoa bồng bềnh sang chảnh hơn đó. Mọi người cứ gấp chéo giấy như này rồi quấn vào. Mỗi lớp giấy mình sẽ cố định lại luôn. Mình gói một lượt thôi. Chỗ này có thể thêm một lượt giấy nữa để bó hoa to hơn. Thêm nơ là xong. Dễ quá thì làm ngay vào luôn đi nào. Đào phai hay còn gọi là đào mộng tự, đào vân nam. Cánh kép như màu hồng phấn, phớt nhẹ nụ bâng khuâng, mơ màng như chưa tô xong nét son trên đôi môi trinh bạch. Nghe như tiểu thuyết cổ trang ấy ha mọi người. Trước đây mình cũng không nghĩ là có thể làm được hoa đào từ giấy nhún đâu. Cứ nghĩ là cách làm sẽ phải cao siêu lắm, hoặc là làm sẽ không giống thật được. Thế mà cuộc đời là những điều bất ngờ, hên sao lại không bật ngửa. Mình dùng màu hồng nhạt để làm đào phai. Mọi người có thể dùng màu hồng đậm hơn để làm bích đào, màu trắng làm bạch đào, hay màu đỏ tươi làm đào thất thốn. Nói chung là cứ lựa theo sở thích của mình. Đào phai là loại đào kép nhưng cần làm nhiều lớp cánh. Mình làm 2 lớp, mỗi lớp 6 cánh. Các cánh của lớp bên ngoài to hơn lớp cánh bên trong một xíu nha. Mình dùng màu trắng làm nhụy hoa. Cắt sợi nhỏ vừa phải rồi mình xoắn từng sợi lại. Thêm keo sữa ở phần đầu giấy rồi chấm nhẹ vào màu bột để bột màu vàng bám lên giấy giống như là phấn hoa ấy. Giờ sẽ dùng cánh kẽm nhỏ để quấn hoa. Mình uốn đầu cánh kẽm cong gập lại để cài vào phần nhụy rồi mới quấn nhụy hoa. Mình dùng chỉ để thắt. Xong đến cánh hoa, lần lượt 6 cánh nhỏ rồi đến 6 cánh to. Nhìn cái màu hồng phớt nhẹ này cứ cảm giác mùa xuân đến nhẹ nhàng ấy mọi người ạ. Nói chung là mỗi màu hoa lại mang một nét đẹp riêng, và sắc độ nhẹ nhàng tươi thắm của hoa đào được xem như tinh hoa ngũ hành, có thể xua đuổi bách quỷ, những điều không may và mang lại cho chúng ta một năm mới an yên hạnh phúc. Mà hoa từ giấy thì mọi người cứ yên tâm là trưng vài năm không tàn đâu nè. Quấn đài hoa xong rồi bạn kéo chỉnh cho bông hoa xòe ra hoặc e ấp nở. Tiếp theo mình làm thêm vài chiếc nụ hoa. Quấn giấy mềm quanh cành kẽm rồi bọc nụ bằng giấy vừa làm cánh hoa. Khúc này cắt thêm vài cánh hoa nhỏ quấn quanh nữa để có chiếc nụ hoa đang chúm chím nở. Mình cũng quấn đài hoa như bông hoa vừa rồi. Quấn nụ nhỏ hơn thì chỉ cần quấn giấy rồi bọc luôn sát nâu là ok. À, cái đoạn quấn cành mọi người có thể cắt giấy nâu để quấn hoặc dùng sáp màu nâu đều được nha. Mọi người quấn một đoạn cành ngắn cho hoa và nụ thôi. Lát nữa còn ghép các cành lại với nhau. Vì thế mình dùng cành kẽm nhỏ để có thể uốn cành tạo hình thoải mái. Cuối cùng là làm thêm ít chồi non xanh mơn mởn cho tràn đầy sức sống là có thể quấn cành hoa rồi.
Trời non mọi người cứ cắt những chiếc lá nhỏ dài rồi gập dọc lại là xinh. Mà mọi người thích làm nhiều nụ hoa hay nhiều chồi non xanh hoặc toàn hoa nở thì cứ thoải mái luôn đi. Cành đào thật thì hoa nở rồi sẽ nhanh tàn, chứ đào giấy này hoa nở quanh năm không tàn đâu nha. Quấn hết hoa lá nụ rồi uốn cành cho tự nhiên là mọi người có thể mang hoa ra trưng được rồi. Bạn có thể làm cả cây hoa đào hay làm một cành to hoặc nhiều cành nhỏ đều đẹp ấy. Giờ thì mau mau làm để còn kịp Tết thôi nào. Chúc mọi người sẽ có những cành hoa thật xinh nha. Bye bye. Mùa xuân chưa xa nhưng Tết thì sắp đến rồi đó mọi người. Nhanh tay làm tầm xuân để Tết đến xuân về là có hoa xinh nha. Mình dùng dây nhuôn ý, lúc đầu chỉ định làm màu đỏ thôi, mà sau cao hứng thử màu vàng xem sao. Cháo ôi sao mà nó nổi bần bật luôn. Theo mình thì nên cắt hết giấy ra rồi hãy quấn nụ cho nhanh. Mình gập đôi phần giấy rồi rúm ở giữa lại, sau đó vặn xoắn ngược lại, kéo cho giấy phồng ở giữa lên. Tiếp theo mình lấy giấy cuộn để làm phần bên trong của nụ, vo giấy hình bầu dục rồi để vào giữa phần giấy nhún và bọc kín lại như bọc kim kẹo ấy. Khúc này có thể thắt chỉ như mình hoặc bỏ qua cũng được, nhưng nhớ quấn phần sáp nâu chặt tay đó. Làm được nhiều nhiều thì quấn vào cành thôi. Mình dùng cành kẽm 4 mini, dùng sáp nâu bọc phần đầu cành kẽm lại rồi cứ thế quấn nha mọi người. Cành dài 60cm như này mình gắn 17 nụ. Mọi người có thể tăng hay giảm tùy thuộc vào mình quấn nụ dày hay thưa. Để lại một đoạn để cắm vào bình nha. Rồi bây giờ tùy vào bình hoa to hay nhỏ để làm số cành phù hợp. Mọi người có thể làm mỗi một màu đỏ thôi, hoặc thêm ít cành vàng như mình nha. Thử đi, xinh lắm đó.